Trên đường Thiên Lý Bắc Nam, qua đèo ngang chưa đầy 10 km về phía đông nam, đứng từ xa nhìn lại sẽ thấy một vùng quê trù phú xinh đẹp, tấp nập thuyền bè. Đó là xã Cảnh Dương Anh Hùng. Nằm bên núi Phượng, sông Loan, yên bình như một chiếc thuyền neo đậu bên bờ biển biếc. Làng biển Cảnh Dương còn được biết đến với tiếng thơm là một trong 8 bát danh hương của tỉnh Quảng Bình. Một ngôi làng ven biển có bề dày lịch sử và truyền thống hàng trăm năm qua. Cảnh Dương là một trong những địa phương mà phải nói là cái bề dày truyền thống, đặc biệt đó là nét văn hóa. Thì qua quá trình hình thành và phát triển thì Cảnh Dương do cái đặc thù là địa lý là một xã thuần ngư, phát triển chủ yếu độc canh về vấn đề ngư nghiệp, là một trong những xã đặc thù về làng biển, cho nên vẫn giữ và lưu truyền các nét văn hóa mang đậm bản sắc của làng Cảnh Dương. Với bề dày lịch sử hơn 350 năm, dòng chảy truyền thống văn hóa lâu đời với nhiều loại hình và hoạt động văn hóa đặc sắc nơi mảnh đất Cảnh Dương đã sớm đi vào tâm thức của người dân miền biển. Nhắc đến làng Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, người ta hay nhớ nhiều đến các làn điệu hát du, hò khoan, hò chèo cạn. Nhưng ít ai biết rằng, ở vùng làng quê chân chất mặn tình này, xưa kia có một loại hình văn nghệ dân gian độc đáo đã từng vang bóng một thời, gắn bó mật thiết sớm trưa với cuộc sống của người dân vùng biển, trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu khắp làng trên xóm dưới, mà nay hầu như chỉ còn tồn tại trong ký ức của đại bộ phận người dân ngay chính trên vùng đất Quảng Bình. Vòng xe lăn bánh đưa chúng tôi đến làng chài Cảnh Dương để tìm về với điệu hò giã ruốc theo thời gian đã dần rơi vào quên lãng. Nằm cách trục đường chính Bắc Nam khoảng 3 km về phía biển, làng chài Cảnh Dương cũng như bao làng quê miền biển khác của Việt Nam, đặc trưng bởi những tiếng ồn ào của chợ phiên buổi sáng, của thuyền bè tấp nập, hương vị mặn mòi của biển và những loạt thuyền thúng đều như dãy số, nối đuôi nhau úp xuôi ngược ven bờ. Cuộc sống mưu sinh vất vả không làm giảm đi niềm vui và chậm đi bước chân của những người con sinh ra từ biển đôn hậu và thuần dị. Giữa những bộn bề lo toan thường ngày, người Cảnh Dương bao đời nay vẫn không quên ngân lên những câu hò điệu hát cho toan mệt nhọc. Đời sống tinh thần của cư dân nơi đây bởi thế vô cùng phong phú và sinh động. Ấy vậy mà khi được hỏi về làn điệu hò giã ruốc, bà con thân thiện lắm cũng chỉ đáp lại với chúng tôi những nụ cười và ánh mắt ngạc nhiên. Bởi quả thực, đã từ lâu lắm rồi, nhiều người dân Cảnh Dương hầu như cũng đã không còn trông thấy bóng dáng của làn điệu hò này. May thay, mảnh đất Cảnh Dương còn có những con người vẫn ngày đêm neo đậu lại dáng hình, hơi thở của những làn điệu dân gian quê hương một thuở. Sự chỉ dẫn của người dân địa phương đưa chúng tôi đến manh mối về cụ Phạm Ngọc Thức, người đàn ông được mệnh danh là kho văn hóa sống của làng. Người ta kháo nhau rằng, cái gì ở làng này đã mất thì may ra cụ Thức vẫn còn. Ấn tượng đầu tiên về người đàn ông tài hoa này trong mắt chúng tôi là một cụ ông gầy gầy, xương xương, tóc đã bạc, nhưng dáng vẻ nhanh nhẹn và bàn tay thoăn thoắt. Theo chân ông vào căn nhà nhỏ, hẹp, giản dị, thứ đầu tiên lọt vào mắt chúng tôi là chiếc bằng chứng nhận lớn được đóng khung viền vàng, ghi rõ Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình chứng nhận. Ông Phạm Ngọc Thức là nghệ nhân tiêu biểu, đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp trình diễn và trao truyền vốn nghệ thuật cổ truyền dân tộc tại địa phương. Bước qua tuổi 80, là người duy nhất còn may mắn lưu giữ hầu hết những làn điệu dân gian truyền thống của ngôi làng Cảnh Dương anh hùng lịch sử. Nhưng khi nói về điệu hò giã ruốc, nghệ nhân Phạm Ngọc Thức cũng không giấu nổi những trăn trở của một vị lão làng đã qua nhiều trải nghiệm. Chân quý
và nuối tiếc những giá trị quê hương. Quê vắng đưa thở trước khi mẹ ru sớm chiều bùng bổ. Gia ruốc thì trước đây cách đây chừng khoảng là 70-80 năm trở về trước ấy, rồi thì tối trăng thanh gió mát thế, rồi thì là ông bà dùng cái lời nói đó để mà hò gia ruốc để mà làm cho nó khỏi vất vả và mệt nhọc. Giao duyên vậy cũng là trai tài gái sắc, bây giờ nam thanh nữ tú, bây giờ họ hỏi nhau thì họ đối đáp với nhau rất hay. Như tôi như thế là trở lên ấy thì mới mang máng là đi theo ông cha mình đi coi vậy thôi, nhưng mà sau cứ lớn lên dần thì mình mới biết rằng là như vậy là cái gia ruốc này họ hát như thế, họ hò như thế, thì là đó là của Cảnh Dương. Cũng theo lời cụ Thức thì chẳng biết từ bao giờ, vào năm nào, khó ai còn nhớ rõ những chuyến thuyền bè Cảnh Dương đã dương cánh vươn khơi đi làm ăn xa. Đi đến Mạn Lệ Thủy, thấy người dân vùng này không chỉ vun đầy lương thực, thực phẩm để sinh hoạt, buôn bán, mà còn đong đầy khắp nơi là những điệu hò giã gạo trong sâu thẳm tâm hồn. Dần dà, họ truyền tai nhau điệu hò giã gạo mê đắm lòng người. Và khi về với quê biển Cảnh Dương, cư dân xưa đã có những biến thể sáng tạo, hoàn chỉnh, phù hợp với hoàn cảnh cũng như đời sống sinh hoạt vùng bản địa. Từ đó mà điệu hò giã ruốc ra đời, trở thành nét tinh hoa văn hóa mang cái hồn riêng của người dân xứ Chài nơi đây. Quê hương mình sáng xuân đã số phân đi biển, một người làm ba bốn ăn thì miễn. Năm xưa, khi Cảnh Dương còn là một ngôi làng ven biển, chưa phát triển như bây giờ, ấy cũng là thời đại hoàng kim của điệu hò giã ruốc. Cứ vào độ những ngày tháng 4, tháng 5 âm lịch, khi mà các tàu thuyền ở bến đã nườm nượp ra khơi, thì cũng là lúc những người ở nhà vác vó đi thu lượm ruốc. Các làng trên xóm dưới lại được một dịp đông vui tấp nập. Tiếng huyên náo, tiếng rủ nhau vang vọng cả một vùng. Cảnh Dương ấy, trước đây là 95% là dân biển, chồng thì đi làm con moi con rước, vợ ở nhà thì chăm nom cái cửa cái nhà, rồi thì cũng nhờ cái đó thôi, chứ không có cái gì để mà sinh sống hàng ngày nữa. Thì cái đó là cái quan trọng lắm, cái tình thương của cái người phụ nữ hay là cái đảm đang ở địa phương mà đối với chồng con với cha ông mình đi ngoài biển ấy. Cái hay của nó là cái chỗ đó, cái chân chất của nó và cái dân dã tự phát ra ngay từ cái người đi làm. Để tổ chức được cuộc hò giã ruốc, một khối hò thường phải có ít nhất từ 2 đến 4 người, đảo chuyển linh hoạt. Phải nói rằng một trong những điểm đặc biệt nhất làm nên điệu hò giã ruốc chính là những nhịp chày giã của người dân vùng biển. Hò giã ruốc của Cảnh Dương lạ ở chỗ số xuống 3 lần, tương đương với 3 nhịp giã ruốc mạnh và đều. Thông qua các câu hò trong lao động, người Cảnh Dương giải bày được hết những tâm tư tình cảm. Làn điệu hò lên xuống trong thanh âm ngũ cung của âm nhạc truyền thống dân tộc. Giọng hò câu hát mang vẻ mộc mạc, tươi tắn cùng với nhịp điệu dồn dập không nghỉ ngơi của tiếng chày giã ruốc. Giống như điệu hò giã gạo xuất xứ từ miền quê Lệ Thủy, một bài hò giã ruốc bao giờ cũng gồm hai phần chính là phần xô và phần đáp. Phần xô mở đầu cho bài dân ca, thường là những câu mời quen thuộc gọi bạn hát vào cùng hò. Sau đó là phần hát đối đáp giữa các bên nam, nữ. Không khí vui vẻ, người ta vừa làm vừa hát số. Lời thoại vang lên là những câu thơ gieo vần lục bát, chỉ mới nghe thôi đã thấy được lòng người. Ơi là
Khoan ơi Hồ Khoan. Đất Cảnh Dương hôm nay đã đổi thay, những thế hệ như nghệ nhân Phạm Ngọc Thức thì không còn nhiều. Chăn trở với nỗi lo thất truyền một loại hình văn hóa dân gian đất nước, cụ Thức đã dành hết tâm huyết vận động bà con, đặc biệt là hướng cho lớp trẻ tìm về với điệu hò giã duốc độc đáo được coi là đặc sản, đã trở thành của hiếm, không phải bất kỳ làng biển nào ở Việt Nam cũng có được. Giờ mặt trăng thanh đêm trăng rằm sáng tỏ, làm ăn làm lụ những chúng mình đời vẫn vui thấy vui ơi. Hò Khoan ơi là Hò Khoan ơi Hò Khoan. Cả cuộc đời và tâm huyết, nghệ nhân Phạm Ngọc Thức đã trải mình trong các làn điệu từ hát du đến hò chèo cạn, để rồi điệu hò giã duốc như cái duyên là sự lắng đọng lại bao mặn mòi cuộc sống, đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của đông đảo những người yêu dân ca và yêu các làn điệu văn hóa dân gian của vùng đất Quảng Bình. Cái câu mà dân ca nó vào lòng người lắm, đó là tổ tiên mình này, ông bà mình này, rồi soạn ra những cái lời để hò giã duốc này thì nó giá trị lắm. Bây giờ ông bà mình mà đến hay như thế, rồi thì ông bà mình ấy có trình độ như thế, mà bây giờ ông cháu mình mà không giữ thì ai giữ cho? Cho nên các cháu cố gắng lấy cái tâm và cũng cái thấy đó là cái hay, cái văn học mà mình đáng kính phục với ông bà và tổ tiên mình. Làm sao để là nghiên cứu, rồi làm sao để mà giữ gìn lại. Cùng với việc trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống, nghệ nhân Phạm Ngọc Thức còn không ngừng sáng tạo nên những biến thể hay và lạ trên nền nhịp của điệu hò giã duốc. Trước biển khơi lộng gió, tâm huyết của ông vẫn không ngừng du lòng và thổi hồn, chắp cánh cho những lời ca mới hòa vào khúc tấu ca như nhịp đập đầy sức sống, nuôi dưỡng đất và người Cảnh Dương, để những gì đã thuộc về một phần lịch sử sẽ sống mãi và là điều riêng dành cho bất cứ ai khi tìm về với điệu hò giã duốc, một nét đẹp văn hóa là bản sắc của quê hương Cảnh Dương, Quảng Bình.